Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happyca. Ở trong nửa cuối tháng 2 này thì chương trình khuyến mãi của dòng sản phẩm Hyundai, đặc biệt đó chính là dòng sản phẩm Tucson, đang có những chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt. Vì vậy, ở trong nửa cuối tháng 2 năm 2023 thì Quyết cũng sẽ cập nhật cho mọi người bảng giá khuyến mãi lăn bánh mới nhất của đại lý để dành cho tới tất cả các quý anh chị. Với dòng sản phẩm Tucson, đặc biệt với phiên bản 2.0 thì đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt và giảm giá rất là sâu. Còn với phiên bản 1.6 Turbo và phiên bản 2.0 máy dầu thì các quý anh chị ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng nên đặt cọc sớm để nhận được cái lịch giao hàng sớm nhất từ nhà máy. Trên video ngày hôm nay thì trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là dòng sản phẩm Tucson phiên bản 2.0, phiên bản máy xăng, đặc biệt có cái cần số máy bay. Quyết cũng sẽ cập nhật cho mọi người bảng giá khuyến mãi lăn bánh mới nhất ở trên tất cả các phiên bản này để cho các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu để lấy xe với mẫu xe 5 chỗ gầm cao, chúng ta có những chương trình khuyến mãi như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.0, phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có cái mức giá bán là 845 triệu đồng. Và đại lý đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt. Vì vậy là mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới nha. Để đăng ký xong tất cả đối với dòng sản phẩm tiêu chuẩn thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 969 triệu đồng, bao gồm là tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì sẽ là 969 triệu đồng. Ở tỉnh sẽ là 935 triệu dành cho tất cả các quý anh chị mọi người nha, 935 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Với quý anh chị mà chúng ta sở hữu và trả góp đối với dòng sản phẩm Tucson thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết 20% thôi, tương ứng là 259 triệu đồng, 259 triệu đồng mọi người nha, là chúng ta đã sở hữu được dòng sản phẩm Tucson phiên bản tiêu chuẩn rồi. Và bất cứ một thắc mắc nào thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Hiện tại thì đại lý đang có sẵn, có thể giao ngay dành cho tất cả các quý anh chị. Tiếp theo là phiên bản 2.0, phiên bản đặc biệt. Hiện tại thì phiên bản đặc biệt 2.0 chúng ta cũng đang có màu trắng này, màu đỏ, màu đen, bạc, vàng cát, ghi vàng và xanh dương. Vì các cái màu sắc ấy, thì mọi người có thể inbox trực tiếp thì đại lý cũng sẽ gửi cho mọi người cái màu sắc để mọi người cũng có thể nhìn rõ hơn trên các cái hình ảnh. Trên đây chúng ta chỉ có màu trắng thôi. Riêng phiên bản mà đặc biệt 2.0 phiên máy xăng ở thời điểm hiện tại chúng ta có mức giá bán là 955 triệu đồng, và để lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 1.093 triệu, ở tỉnh sẽ là 1.056 triệu đồng, và giá sẽ còn có khuyến mãi tốt hơn nữa. Vì vậy là mọi người cứ inbox trực tiếp hoặc gọi điện nhé. Với dành cho những quý anh chị mà chúng ta vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp Quyết là 292 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu và lăn bánh được rồi. Phiên bản 2.0, phiên bản máy xăng đặc biệt thì chúng ta sẽ có hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, đó chính là mâm xe là 18 inch cả nhà nhá. Đấy là phần về phía bên ngoài của cái option. Ở phía bên trong xe thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái nâng cấp, ví dụ sửa vô lăng chẳng hạn, hoặc là có ghế phụ chỉnh điện, màn hình full digital 10.25 inch. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm đó chính là máy dầu đặc biệt. Phiên bản này thì mọi người cố gắng đặt sớm để được nhận cái chương trình khuyến mãi tốt và cũng như là giao xe sớm từ đại lý. Với mức giá bán là 1.060 triệu đồng thì lăn bánh tại Hà Nội với phiên bản này sẽ là 1.210 triệu đồng cả nhà nhé. Và ở tỉnh sẽ là 1.171 triệu. Với các quý anh chị chúng ta vay trả góp sẽ là 323 triệu đồng. Số tiền tối thiểu là các quý anh chị chúng ta đã có thể sở hữu và lăn bánh đối với phiên bản máy dầu đặc biệt rồi. Mọi người có thể lựa chọn các cái màu sắc tùy ý thì mọi người inbox trực tiếp qua số hotline ở phía bên dưới, đặc biệt là Zalo thì đội ngũ sẽ tư vấn một cách chi tiết. Với phiên bản máy dầu ấy, phiên bản 2.0 thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái option nó khác hơn so với các phiên bản còn lại. Ví dụ như chúng ta ngoài cái việc còn có sửa vô lăng thì chúng ta còn có lẫy chuyển số này, cần số dạng điện tử nút bấm này, chất liệu sẽ là ghế da. Ngoài ra thì các cái hệ thống an toàn thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái hệ thống khác. Ví dụ
như là chúng ta sẽ có cái hộp số 8 cấp có cái mô men xoắn tối đa là 186, động cơ sẽ là Smart Stream đi kèm. Ngoài ra thì xe sẽ có những cái hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ này, hệ thống cảm biến có trước có sau, cam 360 độ dành cho các quý anh chị được trang bị. Gần như là tất cả các tính năng này đã có ở trên phiên bản 2.0, phiên bản máy dầu rồi, rất là cao cấp. Và cuối cùng đó chính là phiên bản mà các quý anh chị chúng ta cũng đang rất quan tâm, 1.6 turbo có mức giá bán là 1.055.000.000 đồng. Để lăn bánh được tại Hà Nội thì các anh chị chỉ cần bỏ ra là 1.205.000.000 đồng thôi, và ở tỉnh sẽ là 1.166.000.000 đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Với quý anh chị chúng ta yêu thích cái dòng sản phẩm 1.6 turbo thì rõ ràng đây sẽ là một lựa chọn rất là thể thao, rất là cao cấp. Và Quyết sẽ được nhắc lại với các quý anh chị về cả 4 phiên bản để mọi người có thể nắm rõ được hơn. Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 845 triệu, phiên bản đặc biệt 955 triệu, phiên bản máy dầu đặc biệt 1.060.000.000 và phiên bản turbo 1.055.000.000 đồng. Tất cả các phiên bản bây giờ đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt từ đại lý, vì vậy mọi người cứ inbox trực tiếp để được nhận những cái báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Cảm ơn mọi người, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe.